chồng tôi là gay. Khâu Ly, em có ý tưởng gì cho kỷ niệm 10 năm ngày cưới lần này không? Anh nghĩ sao về một buổi lễ hóa trang hả Warren? Tuyệt, ý kiến hay đó em yêu. Em sẽ hóa trang thành nhân viên lễ tân trong phim kinh dị Beetlejuice. Còn anh muốn hóa trang thành nhân vật nào? Anh muốn trở thành một cô gái trượt băng. Em thấy sao? Tất nhiên là không sao rồi. Chỉ là em chưa thể tưởng tượng ra chồng mình sẽ thế nào trong hình hài một cô gái. Xin lỗi, em không có ý gì. Ý tưởng của anh khá tuyệt vời. Chúng ta quyết định sẽ tổ chức buổi lễ hóa trang nha. Qua đây nè, có nhất định phải chuẩn bị kỹ càng như vậy không hả anh? Bố sẽ là cô gái đẹp nhất cho mẹ xem. Chỉ là bố không thể trở thành cô gái trượt băng với thân hình bánh mì thế này. Nếu không, hay là anh tìm một nhân vật khác để hóa trang vậy? Thôi, không được không? Em hoàn toàn ủng hộ anh mà. Điều đó làm em xúc động hơn thôi. Cố lên nha anh yêu. Warren à, anh làm gì ở trong đó vậy? Warren, mở cửa ra đi anh. Anh đang làm gì thế? Sao phải đóng chặt cửa quá vậy? Anh chỉ đang tập cho nhân vật mình sẽ hóa trang ấy mà. Còn nửa tháng nữa mới đến ngày lễ mà. Em nghĩ anh không cần phải quá hồi hộp đến như vậy đâu. Anh ấy làm sao thế nhỉ? Warren, em thấy anh khá căng thẳng á. Có điều gì vậy? Xin lỗi Khâu Ly, anh cần ở một mình một lát. Điện thoại của anh. Em có làm gì đâu, chỉ định đưa cho anh thôi mà. Anh không muốn em đụng vào điện thoại của anh. Có lúc anh cũng cần có thế giới riêng tư của mình mà. Em cũng rất tôn trọng điều đó mà Warren. Anh làm sao thế? Là do anh có một vài vấn đề ở chỗ làm cần giải quyết, nên anh hơi nóng ruột. Xin lỗi em. Warren lại đi đâu rồi? Gần đây anh ấy có vẻ có nhiều biểu hiện lạ lắm. Lại còn thường xuyên cáo gắt với mình nữa chứ. Thậm chí còn không cho mình đụng vào điện thoại. Không lẽ anh ấy có người mới? Thôi, Kelly đừng nghĩ quá xa như vậy chứ. Chắc chắn anh ấy không phản bội mình đâu. Gì thế này? Một thỏi son ư? Đây đâu phải là son của mình. Không lẽ điều mình nghi ngờ là sự thật? Anh đang làm gì thế? Sao phải đóng chặt cửa quá vậy? Warren, em thấy anh khá căng thẳng á. Điện thoại của anh. Anh không muốn em đụng vào điện thoại của anh. Có lúc anh cũng cần có thế giới riêng tư của mình mà. Ông không, anh thật tồi tệ mà. Anh phản bội em thật sao? Cần phải nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Em cần biết sự thật. Có phải anh đã có người phụ nữ khác rồi không, Warren? Warren, em tưởng anh đang thật sự háo hức và chuẩn bị rất kỹ cho kế hoạch kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Hóa ra tất cả chỉ là ngụy tạo. Anh thật giả dối mà. Khâu Ly, nếu có chuyện gì thì cho anh xin lỗi. Anh vẫn giả vờ ư? Thế cái này là cái gì đây hả? Anh không ngờ em lại tìm thấy nó, có phải không? Tôi đã tìm thấy nó trên sàn xe ô tô đấy. Anh đã đưa người phụ nữ nào vào xe của chúng ta? Anh trả lời tôi đi. Anh không hề có. Thôi đi, hãy dừng lại tất cả trò hề đi Warren à. Không kỷ niệm gì nữa hết. Chúng ta nên chấm dứt thì hơn. Khâu Ly. Ôi trời ơi, mày đang bị thế nào đấy Warren? Đến nước này mày không thể giấu vợ mày thêm được nữa. Ôi, không, mình không thể.
Nếu nói ra sự thật, mình sẽ mất tất cả. Cô ấy và các con sẽ rời xa mình. Khéo Ly, anh không hề phản bội em. Xin em hãy tin anh. Anh cần phải nói ra sự thật này với em. Anh định nói về sự thật rằng đã phản bội gia đình à? Anh có biết các con anh đang rất háo hức mong chờ buổi lễ kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ chúng hay không? Khéo Ly, anh không biết điều này có gọi là phản bội gia đình hay không. Sự thật là anh đã bị trầm cảm vì điều này rất lâu rồi. Anh đã rất đau khổ, Khéo Ly à. Anh không dám đối mặt với sự thật. Anh sợ rất nhiều điều. Và sợ nhất là mất em và các con. Anh yêu gia đình chúng ta rất nhiều. Ông không, Warren à, anh đừng như thế chứ. Em đã làm điều gì quá đáng để đến mức anh phải trầm cảm hả? Không phải do em, mà nó xuất phát từ anh. Anh không dám đối diện thỏi son đó. Bình tĩnh nào, Warren à. Em tưởng người không bình tĩnh lúc này phải là em mới đúng. Anh cứ từ từ mà nói. Thỏi son lạ ấy là của anh. Anh không ngoại tình. Sự thật là anh muốn làm một phụ nữ. Hả? Ôi, không, em không biết có chịu đựng được chuyện này hay không nữa. Sự thật là anh muốn làm một phụ nữ. Không thể tin nổi. Điều gì đang xảy ra với gia đình của mình thế này? Anh ấy là một người đàn ông lịch lãm. Và còn là một người cha tuyệt vời nữa. Hôm nay anh đi làm về muộn quá đấy. Anh quên hôm nay là ngày lễ kỷ niệm của chúng ta hả? Anh tưởng là buổi lễ sẽ không còn chứ. Sao lại thế chứ? Anh mau vào thay trang phục đi. Các con đang rất háo hức rồi đó. Ừ, đợi anh. Ừ, anh ra ngay. Quá ha, đẹp quá, giống quá à. Tuyệt lắm. Cảm ơn em. Cảm ơn Khéo Ly tuyệt vời của anh. Tình yêu của anh. Hạnh phúc của anh. Anh yêu em. Warren à, em xin lỗi đã để anh cô đơn với sự đau khổ dằn vặt của mình bao nhiêu năm qua. Đó đâu phải là lỗi của em đâu. Anh biết không, em đã suy nghĩ rất nhiều sau hôm đó. Cứ tưởng em sẽ không chịu đựng được. Nhưng em đã nhận ra điều quan trọng nhất là em vẫn yêu anh vì con người của anh, chứ không phải là vì giới tính của anh. Em thật ích kỷ và sẽ làm chồng mình đau khổ nếu không để anh trở thành người mà anh luôn mong muốn. Tận sâu bên trong, anh vẫn là con người cũ. Và em vẫn yêu anh, Warren ạ. Ôi, Khéo Ly. Chúng ta vẫn mãi mãi là một gia đình. May mắn nhất cuộc đời anh chính là có em, Khéo Ly à. Giờ đây thì tôi thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì được sống thật với chính mình. Hạnh phúc hơn nữa là được Khéo Ly ủng hộ tôi hết mình. Lòng tốt ghé qua. Thank you.
Mẹ ơi, đôi giày này đẹp mà ấm quá. Khôn ngoan, rồi mẹ sẽ mua cho con những đôi giày nữa còn đẹp hơn nhé. Ước gì mình có được một đôi giày như thế. Này cháu, cháu tìm ai vậy? Không ạ. Cháu đang cầu khẩn Thượng Đế ban cho cháu một đôi giày thôi ạ. Trời ơi, sao lại có thể như thế được? Thôi cháu đi vào đây. Chị có thể giúp tôi có một chậu nước nóng được không? Ồ, được, mời cô vào phía sau quầy hàng. Cảm ơn chị. Cháu cứ ngồi ngâm chân một lát đi nhé. Dạ. Này cháu, cháu hãy lau chân khô, đi thức và đi giày vào. Là của cháu đó ạ, thưa cô. Đúng, nó là của cháu. Bây giờ chắc hẳn cháu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều phải không? Dạ, nó thật đẹp và lại ấm nữa. Bây giờ cô phải đi đây. Chào cháu nhé. Cháu cảm ơn cô. Không có gì cháu ạ. Hãy giữ gìn đôi giày cẩn thận nhé. Cô ơi, cô có phải là vợ của Thượng Đế phải không ạ? Cháu đang cầu khẩn Thượng Đế ban cho cháu một đôi giày thôi ạ. Đằng sau đóa hoa rực rỡ. Ui da, đau quá, cậu là ai thế? Ồ, cậu không biết mình sao? Trước kia mình cũng là một củ thực vật, nhưng bây giờ mình đã là một cây non. Cây non ư? Nhìn cậu chả giống mình gì cả. Cậu xinh xắn thật đấy. Làm thế nào mình trở thành cây non như cậu được? Đơn giản lắm. Cậu chỉ việc xé lớp vỏ cứng bọc bên ngoài cho chồi non nhú ra, nó sẽ mọc thành cây. Eo ơi, thế thì đau lắm. Ừ, tất nhiên là đau. Nhưng nếu không trải qua đau đớn, cậu không thể phát triển thành cây và có những bông hoa xinh đẹp được. Thôi, tôi chả dại mà nảy mầm làm gì. Có khi chưa kịp đẹp đẽ đã bị vùi dập đến chết rồi. Tại sao cậu không ở yên trong lớp vỏ cứng cho an toàn, lại đi đâm lên cái chồi yếu ớt đó mà hứng chịu sâu bọ, nắng hạn? Cậu có thấy những đóa hoa kia không?
Ôi, những đóa hoa đẹp quá. Những cây hoa đó mọc lên từ những củ giống như cậu. Nếu không dũng cảm trải qua đau đớn, sâu bọ, thiên tai thì cậu mãi chỉ là một củ giống xấu xí và vô dụng. Này, Thực Dược ơi, cậu thành công rồi đấy. Một bông hoa thật to, thật đẹp. Cậu đã thấy thành quả rồi đấy. Nếu mình cũng như cậu, không đủ dũng khí để chui ra khỏi cái vỏ bọc ấm áp, an toàn kia, thì bây giờ mình đã thối rữa dưới lòng đất rồi. Cái gì? Thối rữa ư? Đúng, cậu không cảm thấy mình đang chết ư? Cậu không thể đi ngược lại quy luật đào thải của tự nhiên, hoặc là tiếp tục phát triển, hoặc là chết. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.